Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Loại bỏ sân sau của quan chức. Quý vị và các bạn thân mến, khái niệm doanh nghiệp sân sau không còn xa lạ với dư luận trong nhiều năm qua. Đây là hình thức để các quan chức trong bộ máy nhà nước trục lợi thông qua việc nắm giữ cổ phần sở hữu, được che giấu hoặc có quan hệ chi phối, tác động hỗ trợ để được chia lợi nhuận một cách thường xuyên từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm moi tiền ngân sách. Đa số người đứng đầu những doanh nghiệp này là người thân, ruột thịt của người đứng đầu địa phương, cơ quan doanh nghiệp. Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa là một ví dụ điển hình trong việc lợi dụng chức vụ, quyền lợi nhằm trục lợi cá nhân thông qua việc thành lập công ty để người thân quản lý. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ 15, vị lãnh đạo này đã có các vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật trong thời gian giữa các chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà Thoa cũng được xác định thực hiện mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định theo điều lệ của công ty, chuyển nhượng phần vốn góp của nhà nước vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Điện Quang, nơi gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tới gần 35% vốn điều lệ doanh nghiệp. Với những sai phạm trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Thủ tướng Chính phủ đã miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Tương tự trường hợp bà Thoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh cũng đã cách hết chức vụ trong Đảng vì tạo điều kiện cho công ty do chồng là cổ đông sáng lập. Trong thời gian là tỉnh ủy thành viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hành vi của bà Thanh là vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Đến khi trở thành Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bà Thanh tiếp tục có vi phạm khi ký các văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng, công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm luật phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Không chỉ vậy, vị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai còn ký các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh không thuộc lĩnh vực mình phụ trách để cấp phép và gia hạn cho công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đề nghị Đảng đoàn, Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh, bà Hồ Thị Kim Thoa chỉ là những câu chuyện đã vượt quá mức bình thường, cũng giống như căn bệnh nan y đã đến giai đoạn cuối, không thể giấu giếm. Trên thực tế, tình trạng này vẫn đang âm thầm tồn tại, gây nhiều hệ lụy tiêu cực, khiến xã hội bức xúc. Việc bổ nhiệm người thân giữ chức vụ quan trọng dưới sự quản lý của mình hay thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực mình quản lý trực tiếp đã và đang tạo ra sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp sân sau đương nhiên được hưởng sự ưu ái về cả thương quyền, chính sách từ phía nhà nước hơn các doanh nghiệp thông thường. Các luật sư nhận định, hình thức trục lợi trên không khác gì hành vi tham nhũng nhưng lại lách được luật. Nên từ trước tới nay, vẫn chưa có bản án hình sự nào dành cho các vị lãnh đạo có doanh nghiệp sân sau. Theo các luật sư, Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 chỉ quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp, chứ chưa quy định hình thức xử lý. Để xử lý nghiêm khắc những vị lãnh đạo đang sử dụng sân sau làm bình phong đục quét ngân khố quốc gia, Nghị định 59 năm 2019 NĐ-CP đã quy định rõ tại Điều 83, cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi bố trí, vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị, em ruột của mình
giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp, hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, hoặc để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Như vậy, cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục được trang bị thêm công cụ để nhận diện từng hành vi tham nhũng và qua đó các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời. Điều đó cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban soạn thảo Nghị định 59 Nguyễn Tuấn Anh cho biết, việc ban hành Nghị định 59 năm 2019 NĐ-CP nhằm đảm bảo hiệu lực thực thi của luật phòng chống tham nhũng, Nghị định 59 năm 2019 NĐ-CP sẽ góp phần ngăn chặn hiện tượng sân sau, lợi ích nhóm, đồng thời quy định rất rõ hình thức xử lý đối với những hành vi liên quan đến góp vốn, thành lập, bố trí vợ chồng con cái và những vị trí người đứng đầu trực tiếp quản lý. Đánh giá về vấn đề này, bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến, để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, từng bước loại bỏ tình trạng dùng người thân điều hành những doanh nghiệp sân sau để trục lợi, cần xem xét kỹ công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo người đứng đầu. Cán bộ có đạo đức sẽ nền tảng giải quyết hiệu quả nhất tình trạng tham nhũng. Việc ban hành Nghị định 59 năm 2019 NĐ-CP không chỉ thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng mà còn tạo thêm cơ sở pháp lý, trở thành công cụ hữu hiệu để loại bỏ các doanh nghiệp sân sau, đem lại sự công bằng trong hoạt động kinh doanh, tạo niềm tin trong nhân dân. Bà giáo 75 tuổi, những tấm vé số và đừng để sự tử tế đơn độc. Thưa quý vị, một câu chuyện đẹp nhưng cay mắt về một cô giáo 75 tuổi, ngày đi bán vé số, tôi đến lớp học tình thương với động lực duy nhất là làm sao để những đứa trẻ có cơ hội thay đổi cuộc sống đang được kể trên Lao động. Cô Ba, Nguyễn Thị Ba, 75 tuổi, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu và chưa bao giờ lập gia đình. Vì những biến cố trong gia đình, năm 2012, cô Ba thuê một căn phòng trọ ở một mình cho đến nay. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện cô Ba nhiều năm nay ban ngày đi bán vé số, tối về đi dạy ở một lớp học tình thương với 20 đứa trẻ đang học lớp 4 trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi ngày, cô Ba bán từ 100 đến 240 tờ vé số, số tiền lời tương ứng cũng từ 100 đến 240 ngàn đồng. Số tiền này cô Ba không dùng chi tiêu cá nhân vì đã có lương hưu, mà dùng để làm từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, đặc biệt là 20 đứa trẻ trong lớp học tình thương mà cô Ba dạy hàng đêm bằng cách tặng gạo, nhu yếu phẩm, có khi là tiền mặt. Có nghĩa là cô Ba mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn đang hiện hữu quanh mình, và bán vé số là phương tiện khả dĩ nhất với một người đã ở tuổi 75. Tài sản không có gì khác ngoài 4 triệu đồng tiền lương hưu ít ỏi hàng tháng. Động lực lớn nhất để cô Ba có khi đi bộ từ sáng sớm đến tối mịt quanh thành phố với những tờ vé số trên tay. Như chia sẻ với phóng viên Lao Động, còn là việc ban đêm cô hay đọc kinh cầu nguyện và nghĩ về những đứa trẻ ở lớp học tình thương. Cô Ba đêm nào cũng cầu mong những đứa trẻ trong lớp học của mình được sống yên ổn, được học hành lớn lên có một công việc để làm, để có một cơ hội thay đổi cuộc sống trong tương lai. Sống tử tế là một lựa chọn. Đây là một câu trích dẫn phổ biến trên toàn thế giới, được lấy từ cuốn sách Năng đoạn kim cương do Gesem Michael Rush chấp bút. Đây là cuốn sách đã hướng dẫn và tạo ra một trào lưu kinh doanh mới trên khắp thế giới, dựa trên triết lý nhân quả và những nguyên tắc của vũ trụ. Ở tuổi 75, nhưng vẫn miệt mài đi bán vé số, đi dạy ở lớp học tình thương như cô Ba, cũng là một cuộc sống, cách sống tử tế do chính cô lựa chọn. Nhưng đây là một sự lựa chọn, nói theo ngôn ngữ dân gian là có phần bị trời đày, ngay cày nước mắt, dù quá đẹp và truyền nhiều cảm hứng. Nên cần lắm lúc này là sự kề vai, chung tay cùng với cô Ba của những độ tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm. 20 đứa trẻ ở lớp học tình thương, cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn khác ở Thủ Dầu Một, không thể mãi dựa vào bờ vai của một bà giáo, năm nay đã 75 tuổi, hàng ngày đi bộ quanh thành phố với những tờ vé số trên tay. Xin đừng để những cô Ba sống tử tế một cách đơn độc.